Thật sự thì ngày hôm nay trở lại đây Bảo Thi cảm thấy rất là vui, bởi vì Bảo Thi nhớ rằng khi mà hình như là thời gian khi mà Bảo Thi mới rồi á là đã được cơ hội về bài hát giao lưu tại trường vui Tết của chúng ta rồi. Và ngày hôm nay thì Thi đã già hơn rất nhiều, tính từ ngày đó đến nay gần 10 năm rồi, nhưng mà có một điều không thay đổi đó là các bạn học sinh ở đây vẫn rất là tuyệt vời, rất là dễ thương ạ. Dễ thương như vậy và những tràng vỗ tay lớn như vậy thì chắc chắn Bảo Thi sẽ phải hát tặng cho các bạn nhiều bài được không ạ? Dạ. Bài hát tiếp theo là một bài hát sôi động hay là nhẹ nhàng lại ạ? Vừa rồi thì Thi nhảy tưng bừng rồi nên là bài hát thứ hai thì Thi sẽ chọn một ca khúc mà trong thời gian vừa qua cũng đã nhận được rất là nhiều sự yêu thương và ủng hộ với tất cả các bạn. Bài này là nhạc phim của bộ phim Sứ đồ hành giả của TVB. Và Bảo Thi đã được nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Linh viết tặng lời cho mình bài hát được mang tên Càng Khó Càng Yêu. Tôi thấy là các bạn đang quay video clip rất là nhiều. Không biết là các bạn có thể bỏ flash lên cho cái điện thoại của chúng ta tạo ra được những cái sáng đẹp được không ạ? Bỏ flash lên cho đẹp ạ. Bên nhà có điện thoại thì mở lên. Đây, đằng sau có rất là nhiều flash rồi. Ở đây cũng vậy, cũng như vậy. Tất cả các bạn sinh viên có thể mở flash điện thoại này không ạ? Tạo cho Bảo Thi một cái không gian tuyệt vời, rất là tuyệt vời tới. Giờ Bảo Thi mới để ý là ở trên đây các bạn cũng rất là đông. Xin chào, xin chào các bạn. Thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và giờ đây thì cảm ơn anh rất là nhiều. Nãy giờ thì chúng ta cũng thấy anh của chúng ta rất là mệt. Và quý vị có thể cho anh xin chúng ta một trận lớn đúng không ạ? Cảm ơn Bảo Thi. Và bây giờ Bảo Thi sẽ trả lại không gian này tuyệt vời cho tất cả các bạn càng khó càng yêu với Bảo Thi.